Xin chào anh chị. Câu hỏi hôm nay được đặt ra là có nên mua vàng trong ngày vía thần tài hay không? Một câu hỏi khác lại được đặt ra rằng là có nên bán vàng vào ngày vía thần tài hay không? Thì đây là những cái chủ đề, những cái câu hỏi mà được đặt ra rất nhiều trong những cái ngày gọi là đầu năm, như ngày mùng 9 âm lịch, tức là ngày 14 tháng 2, còn 2 ngày nữa là tới ngày vía thần tài. Thì nhiều trang báo, nhiều các cái đơn vị đang nói và đang chia sẻ về cái việc là có trang tờ báo thì nói rằng là không nên mua đổ xô nhau đi mua vàng trong cái ngày vía thần tài, là bởi vì nào là ngày đó thì giá vàng sẽ tăng, sau đó nó sẽ giảm, sau đấy sẽ bị thiệt hại. Còn có trang báo thì lại hô rằng là nên đem vàng ra trong cái ngày đó thì hãy bán đi. Không nên mua vào mà hãy bán để chốt lời giá vàng, bởi vì ngày đó là giờ ngày giá vàng mua vào sẽ cao nhất. Theo quý anh chị em và các bạn thì có nên mua hay không nên mua vàng trong cái ngày vía thần tài sắp tới đây hay không? Anh chị cứ bình luận theo cách của mình nghĩ và tại sao lại nên hay không nên. Còn riêng chúng tôi thì sao? Thưa anh chị em và các bạn, theo quan điểm của chúng tôi thì nên mua, và không những trong ngày vía thần tài mà sau đó còn có thể tiếp tục mua. Nếu có thể có tiền mua thì hãy mua, mua vàng trong những ngày sắp tới và trong cả tháng tới nữa luôn. Tại sao lại như vậy? Thì xin được chứng minh, được chia sẻ và được làm rõ với quý anh chị em và các bạn là ba vấn đề như sau. Vấn đề thứ nhất, riêng về cái khía cạnh là ngày vía thần tài, thì đã là vía thần tài thì có thể người ta sẽ mua để lấy may mắn. Vì mua để lấy may mắn theo quan niệm có thể mua nửa chỉ, một chỉ hoặc là một chút xíu như thế này thôi, như cái khong nhẫn này thôi, để lấy may, để lấy vía, thì không cần phải tính đến cái câu chuyện lời lỗ. Vì đã như vậy thì cứ mua, không vấn đề gì hết. Nhưng điểm thứ hai chúng tôi muốn nói với anh chị em và các bạn, giải thích đúng theo nguyên lý về giá vàng và những cái vấn đề liên quan tới giá vàng trong suốt giai đoạn vừa qua, để những anh chị và các bạn nào chưa biết, chưa nắm, hoặc là những người dân của chúng ta biết và nắm nhiều hơn về giá vàng, thì xin đi vào vấn đề chính luôn. Thưa quý anh chị em và các bạn, kể từ năm 2016 tới nay, năm 2016 tới nay, tức là cũng 3 năm rồi, 3 năm rồi, thì giá vàng trong nước của chúng ta nó nằm y chang hiện trạng một chỗ luôn, 36 triệu 500, quanh quanh dưới từ 36 đến 37 triệu, gần như không thay đổi kể từ tháng 8 năm 2016 đến nay, và gần như là đi ngang luôn. Có những lúc thì tăng một chút, giảm một chút, và nó nằm trong cái biên độ là từ 35 triệu 700, thấp nhất là nó xuống 35, và cao nhất đỉnh điểm của giá vàng của chúng ta trong suốt 2 năm qua là nó lên tới 37 triệu, 37 triệu thưa anh chị em và các bạn, 37 triệu 200. Đó là cái giá vàng trong nước. Lý do tại sao nó lại như vậy? Thì thưa với anh chị em và các bạn, đó là giá vàng của chúng ta và giá vàng thế giới thì một cái thông tư và một cái nghị định của chính phủ mình, đó là chỉ có nhà nước mới độc quyền về nhập khẩu vàng nguyên liệu. Do đó nên là cái giá vàng của chúng ta được duy trì và giữ vững ở cái mức này để tránh là vàng hóa và đô la hóa trong nền kinh tế. Thì suốt những năm vừa qua nền kinh tế phát triển thì giá vàng không tăng không giảm, nằm trong cái khoảng biên độ như vậy. Điểm thứ hai chúng ta phải điểm qua một điểm rất rất quan trọng để anh chị em và các bạn thấy được là giá vàng thế giới thì như thế nào. Vâng, kể từ năm 2011, từ tháng 9 năm 2011 tới nay thì giá vàng có một cái xu hướng đi xuống bền vững, từ mức 1.900 đô la Mỹ một ounce, đỉnh điểm là 1.901 đô la Mỹ một ounce, mà giảm từ tháng 9 năm 2011 tới tháng 11 là đến đến đây tới tháng 12 năm 2015, thấp nhất là 1.055 đô la Mỹ một ounce. Và chỉ kể trong 2 năm gần đây thôi thì giá vàng của chúng ta và giá vàng của thế giới thì có những cái sự chênh lệch là khá là đáng kể. Tuy vậy thì chúng ta cần phải lưu tâm như sau. Cái sự ổn định trong 2 năm gần đây của giá vàng chúng ta là rất là ổn định, nằm trong cái biên độ là quậy gọi là xoay xoay quanh cái trục 36 triệu đồng một lượng vàng. Nhưng có những thời điểm, ví dụ tháng 12 năm 2016, giá vàng thế giới còn có khoảng đâu đó, nếu tính ra tiền Việt, ounce, thì nó còn có khoảng 31 triệu 500 ngàn 450 đồng một ounce thôi. Và thưa với anh chị em và các bạn là có thời điểm năm tháng 9 năm 2018 thì nó cũng còn có 33 thôi.
Nhưng tại thời điểm hiện tại thì những cái thời điểm mà tôi vừa nói đó thì anh chị em và các bạn thấy nó chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới là rất lớn. Bởi vì giá vàng của chúng ta ổn định ở 36, nhưng những thời điểm đó giá vàng thế giới rất thấp, nó có 31 thôi. Vậy nó chênh tới 5 triệu. Và gần đây nhất là khoảng tầm tháng 10 năm 2018 thì giá vàng của thế giới nó nằm ở khoảng đâu đó 33,336 triệu 33,336 triệu một ounce thôi. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới là rất cao trong những thời điểm đó, nhưng giá vàng trong nước thì rất ổn định. Nhưng hiện tại thì giá vàng trong nước và giá vàng thế giới gần như đã xích xoát tiến lại gần nhau. Giá vàng thế giới đã lên tới 1.313 đô la Mỹ một ounce, tăng hơn khoảng 10%. Giá vàng thế giới tăng khoảng 10% so với 3 tháng trước đó. So với 3 tháng trước đó, tức là nằm ở khoảng tầm tháng 12, tháng 11 năm 2018, thì giá vàng thế giới tăng gần như là 10% từ mức 1.200. Đây, con số chính xác cho anh chị em và các bạn là từ tháng 10, tháng 11 là 1.214, từ mức 1.214 đô la Mỹ một ounce lên mức 1.318, 1.320 đô la Mỹ một ounce. Như vậy là tăng 100 đô, tương đương với tăng 2 triệu đồng trên một ounce vàng. 100 đô trên cái giá vàng của thế giới. Như vậy thì chúng ta đã thấy được rằng là mức tăng cũng là đáng kể. Tuy vậy thì trong nước thì gần như không tăng. Trong nước thì gần như không tăng. Chúng ta phải hiểu được rằng là giá vàng trong nước không tăng bởi vì trước đây thì nó chênh lệch nhưng mà bây giờ không tăng. Thì vậy cái khuynh hướng sắp tới của các tiệm vàng và các cái đơn vị kinh doanh vàng sẽ có khuynh hướng lưu trữ vàng. Lý do là giữa cái giá vàng thế giới và cái giá nhập khẩu của họ có cái sự gọi là chập lại. Trước đây nó có một cái khoảng biên như thế này, bây giờ nó chập lại thì cái việc mà các cái đơn vị vàng mà kinh doanh vàng nhiều khả năng sẽ có cái khuynh hướng, tôi đang chưa chắc chắn điều này nhưng tôi có dự báo rằng là có khuynh hướng sẽ lưu vàng. Và cái việc mà giá vàng trong những ngày gần đây tăng đột biến một chút, ngoài cái việc liên quan tới là ngày vía thần tài, thì nó còn liên quan tới một vấn đề, đó là cái thứ mà chúng tôi vừa nói với anh chị em và các bạn, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, chúng tôi muốn trao đổi với anh chị em và các bạn một vấn đề ngoài lề một chút về câu chuyện của anh Phúc XO, một trong những người đeo vàng 13 kg vàng trên người và mạ ba con xe bằng vàng, mạ vàng và rất nhiều những đồ trong cái quán karaoke XO là rất nhiều vàng luôn. Thì cỡ tương đương ông này hiện tại đang sở hữu đâu đó, thì tôi nhẩm tính thì trên cái phần ông đeo là 13 kg và những cái phần khác khoảng 2 kg là 15 kg. 15 kg vàng này thì tôi có thể thưa với anh chị em và các bạn, nếu theo dự báo của chúng tôi về việc là giá vàng có cái khuynh hướng, có cái dấu hiệu của câu chuyện 10 năm về trước, thì nếu trong trường hợp giá vàng mà tăng bằng với cái giá vàng của năm 2000 năm 2011 tháng 9 năm 2011, 1.900 đô la Mỹ một ounce, thì tại thời điểm đó giá vàng là bao nhiêu? Anh chị và các bạn phải quay lại là giá vàng lúc đó là bao nhiêu. Thì vào tháng 8 năm 2011 giá vàng trong nước là 49 triệu, thưa anh chị em và các bạn. 49 triệu. 49 triệu. Và hiện tại giá vàng của chúng ta được lưu giữ ở mức 36 triệu 500 tới 37 triệu. Như vậy là sẽ, nếu như mà trường hợp mà chuyện đó xảy ra thì chúng ta sẽ thấy được rằng là giá vàng của chúng ta còn dư địa khoảng 12 triệu để tăng. Nếu tôi đang nếu đặt vấn đề là nếu mà tôi dự báo rằng là khả năng đó có thể nó sẽ không xảy ra trong ngày 1, ngày 2, nhưng nó có thể sẽ xảy ra và tương đồng với cái thời điểm cách đây 10 năm về trước. 10 năm về trước tức là 2011, 2021 là rất có thể. Và như vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ có thêm 24% giá trị, 24% giá trị. Và cái vàng của anh Phúc XO á, thì anh ấy sẽ tăng được thêm khoảng 24%, 24% nữa. Thì anh ấy này có thể khả năng là năm nay là năm 19, 20, 2 năm thì anh ấy sẽ có thêm khoảng 24%, tức là tương đương với khoảng 12%. Anh này anh ấy cũng rất giỏi kinh doanh. Đấy. Thì chúng ta thấy được rằng là 24% cho 15 kg vàng thì chúng ta phải thấy là ông ấy có thêm khoảng 4 ký nữa, 3 ký, 3 ký hơn nữa. Thì có thể ông này không những thành công trong cái câu chuyện kinh doanh dùng vàng để VA marketing này kia, thì nói chung là cái bài toán đeo vàng ông Phúc XO thì giải thích là chỉ có là sở thích thôi, nhưng mà sở thích đeo một khối lượng vàng rất là lớn như thế thì ngoài sở thích ra thì cũng là quảng cáo VA. Thì ngoài ra thì với cái xu hướng mà giá vàng gọi là chết cứng trong 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 suốt 2 năm trở lại đây, nó nằm gần như là nằm trong một cái biên độ hẹp là 1.230 đô la Mỹ, trong cái biên độ xoay quanh 1.230 đô la Mỹ.
Nếu vượt được cái đỉnh điểm 1.350 đô la Mỹ sắp tới thì cái khuynh hướng của 2 năm tới giá vàng nó sẽ là như vậy. Nên do đó là ông này tôi phải có lời khen với ông Nguyễn Phúc XO là khả năng ông này sẽ gọi là không chỉ giàu về kinh doanh, giàu về khả năng làm marketing mà có thể là còn giàu được là nhờ vào giá vàng tăng nữa. Đến ngày đó thì chúng ta sẽ nhắc lại câu chuyện của anh Phúc XO với cái người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam sẽ thắng lớn trong những năm sắp tới, thì đó là một dự báo mang tính gọi là hơi xa một tí. Còn về chuyện quay lại câu chuyện ngày vía thần tài thì nên mua vàng vì lý do tất cả những thứ chúng ta vừa nói và vừa dự đoán nó, thì chúng ta nên mua vàng, nên mua vàng và nên thật chữ là nơi đây nó có thể cất giữ. Nếu như đúng những cái chúng ta dự báo thì mỗi năm là 24% tăng cho mỗi năm 2019, 2020 sang đầu 2021 thì chúng ta cũng nằm ở đó xem là có thể thôi, bởi vì là cái việc mà từ ngàn ba mà lên ngàn chín thì nó hoàn toàn có thể anh chị em và các bạn ha. Bởi vì chúng ta quay lại lịch sử cũ năm 2008, 2009 khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì giá vàng tăng gấp đôi anh chị em và các bạn. Giá vàng tăng từ mức một không phải không những gấp đôi mà hơn gấp đôi nha. Chính xác của tháng 12 năm 2008 giá vàng thế giới là từ 883 đô la Mỹ một ounce mà tăng lên tới 1.900 đô la Mỹ một ounce, tức là 282 286 hơn 2 lần. Hơn 2 lần anh chị em gặp 2816, tức là 800 là thành 1600, 1600 là 1900, là chỗ này nó tăng lên khoảng tầm 2 lần rưỡi. Mà chúng ta đang thấy là giá vàng đang xoay ở 1240, 1250 đi thì hôm nay nó tăng 1.300. Thì nếu như mà gọi là chúng tôi đang tính ngu học là nó bằng với năm trước thì nó là chỉ 49 triệu. Nhưng cái trong cái trường hợp chúng tôi không muốn vẽ thêm những kịch bản gọi là hoành tái tràng cho anh chị em và các bạn nhìn thấy được cái giá vàng nếu như mà nó lặp lại cái kịch bản cũ của 10 năm trước, thì anh chị và các bạn sẽ thấy được giá vàng nó khoảng đâu đó cho là khoảng tầm 1.200 là thành 2.400 thôi, gấp đôi là thành 2.400 thôi. Với giá vàng 2.400 thì thôi thưa với anh chị em và các bạn, khả năng vàng trong nước không phải nằm ở mức 49 triệu một đồng một gọi là cây vàng đâu, mà nó sẽ lên tới mức 60 triệu một cây vàng cho anh chị và các bạn coi. Thì nếu với kịch bản đó thì thực sự là quá lớn, quá quá ngon, 37 triệu mà lên 60 triệu trong vòng 2 năm thì ok con gà đen luôn. Thì câu chuyện này lại là một câu chuyện hài hước nhưng mà cực kỳ hay, hấp dẫn, trong sẽ gặp lại anh chị em và các bạn trong năm 2021 và vừa lại quay vừa lại với câu chuyện người đeo vàng mà người nhiều vàng nhất Việt Nam anh Phúc Yêu. Ok anh chị em và các bạn, rồi không linh tinh lăng ta nói lằng nhằng với anh chị em và các bạn nữa, chúng ta quay lại luôn là vấn đề là đấy, bằng những cái ví dụ điển hình như thế, bằng những cái chứng minh cụ thể, bằng những con số của thị trường 2018 tới nay, tức là 10 năm giá vàng thì chuyển như thế nào, và bằng với những cái câu chuyện là ngày vía thần tài thì chúng ta nên mua vàng và nên tích trữ vàng, không nên bán vàng vào ngày vía thần tài. Đó là câu gọi là câu nói, câu chia sẻ và câu như gọi là truyền cảm hứng cho quý anh chị em và các bạn trong việc là đang có ý định mua vàng. Còn những người nào không có ý định mua vàng thì thôi đừng mua nữa, cũng coi như coi video này cho vui, tính chất giải trí rất cao, và anh chị em và các bạn cũng đừng có nặng nề câu chuyện là những cái mà chúng tôi nói là quyết định của anh chị em và các bạn. Hãy cân nhắc thêm những nguồn thông tin khác cũng như là cân nhắc những chuyên gia về lĩnh vực vàng, về lĩnh vực ngoại hối và những cái lĩnh vực khác. Còn lại chúng tôi thì chỉ chia sẻ theo góc nhìn cá nhân của Thắng ơi, và Thắng nghĩ thế nào, Thắng mua cái gì và Thắng làm cái gì thì Thắng lại chia sẻ với chị em và các bạn. Tôi quay lại lịch sử từ tháng 7 năm 2000, tháng 7 tháng 8 năm 2018 tôi đã chia sẻ với anh chị em và các bạn trong cái cộng đồng gọi là nhóm kín, rồi trong cái fan club của tự doanh chứng khoán về việc mua vàng. Lúc đó thì giá vàng cũng chỉ có 36 triệu mấy trăm thôi, 36 triệu 200 gì đấy, tầm đó, và hôm nay là đã chuẩn bị là có giá 37 triệu rồi. Tuy vậy thì giá vàng trong nước thì gần như vẫn không thay đổi nhiều đâu, khoảng tầm 600 nghìn trên một cây vàng thì cũng không hề nhiều một chút nào. Nhưng tôi có thể nói lại với anh chị em và các bạn bằng cái kịch bản đó, tức là giá vàng thế giới đã đúng như những gì mà Thắng ơi nói, tức là tăng từ 1.230 đô la Mỹ, 20 đô la Mỹ lên tới 1.320 đô la Mỹ, tức là tăng 100 đô la Mỹ trong cái khoảng thời gian là nửa năm vừa qua. Thì đó là cái giai đoạn đầu của câu chuyện mà chúng ta đang dự báo rằng là có nhiều vấn đề của kinh tế làm ăn khó khăn hơn thì chúng ta cũng có thể neo đậu vào vàng. Và trong video tiếp theo thì chúng tôi sẽ nói với anh chị em và các bạn về cái tiền bán vị vàng,
và những cái câu chuyện, những khái niệm về vàng và những cái thứ mà anh chị em và các bạn học kinh tế hoặc không học kinh tế chưa biết về vàng thì sẽ hứa hẹn một video hay nói về tất tần tật về vàng cho anh chị em và các bạn. Tại sao vàng lại được coi là một trong những đồng tiền mạnh nhất thế giới và đang nằm trong rất nhiều kho lưu trữ trên toàn cầu, cũng như các cục dự trữ liên bang, các ngân hàng thế giới đều lưu trữ vàng rất là nhiều. Lý do tại sao? Hãy đón xem video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh, đừng quên like và chia sẻ video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong video tiếp theo.